Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ cùng Thảo rửa bát, dọn dẹp nhà cửa nha. Không, để chưa, để chưa, đây đích ngon. Nhưng mà uống chỉ muốn chốt vào mồm cái thằng bán quán ấy. Anh thử đi bước chân ra khỏi cửa. Tao không cần. Tao không cần cái đồ lò rối như mày. Em yêu ơi, I love you, sợ xoa. Mày đừng đi ăn vải tuần ra. Đi bẹo vô anh. Đấy là một cái tội ngu anh Tuấn ạ. Không phải ai cũng có thể yêu đâu. Anh đừng bước chân ra cái cửa nha anh Chiến nha. Thảo rất dần, tôi giả vờ rất là chỉ đánh vào kia. Chị đổi cho chị đi rửa. Thảo rất là tốt tính. Cái hai đứa chúng mày im im thế này nè. Đi tìm đi. Qua đường máy à? Ở đây đây. Thế bảo người ta đi tìm.